Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về nhân tướng học tiết lộ những nốt ruồi mang lại may mắn tài lộc cho 12 con giáp. Nốt ruồi mang lại may mắn cho 12 con giáp nằm ở vị trí nào mà tiền tài cứ chảy vào nhà mầm, tình duyên gặp nhiều may mắn. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 1. Tuổi Tý, nốt ruồi trên trán hoặc trên má. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý vừa thông minh, khéo léo, lại cư xử điềm đạm, nhã nhặn, không bao giờ khoe mẽ hay chê bai những người thấp kém hơn mình. Trong nhân tướng học, nốt ruồi trên trán sẽ giúp tuổi Tý có của nả chất đống, thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Ngoài ra, nếu có nốt ruồi trên gò má cũng rất hợp với tuổi Tý, nó giúp người thông minh như Tý gặp được nhiều cơ hội thể hiện bản thân, có nhiều may mắn và sống trường thọ. Đặc biệt, sự kết hợp của hai nốt ruồi trên khuôn mặt, người tuổi Tý chắc chắn sẽ trở thành đại gia, cả đời sống trong may mắn và hạnh phúc. 2. Tuổi Sửu, nốt ruồi ở tai. Xem bói tử vi, chăm chỉ, thật thà và sống tình cảm là những nét nổi bật trong tính cách của người tuổi Sửu. Tuy nhiên, điểm yếu của con giáp này là mỗi khi yếu lòng sẽ quyết định công việc thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí. Đồng thời, họ dễ bị người khác lợi dụng lòng tin để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Nốt ruồi ở tai chính là nét quý tướng giúp con giáp này biến nguy thành an, tỉnh táo nhìn người, nhìn đời, đưa ra quyết định sáng suốt. Nốt ruồi ở tai không chỉ giúp tuổi Sửu thành công trong sự nghiệp mà còn giúp cuộc sống của tuổi Sửu ngập trong tiền tài, an nhàn và hưởng lộc. 3. Tuổi Dần, nốt ruồi ở bàn tay, mạnh mẽ, cá tính và có gan làm giàu, nên dù sinh trong gia đình nghèo khó, người tuổi Dần cũng không bao giờ bi quan mà luôn biết cách vượt lên nghịch cảnh. Tuy nhiên, điểm yếu của con giáp này là hay nghi ngờ, không có niềm tin vào người khác. Chính vì thế, tiết lộ những nốt ruồi mang lại may mắn cho 12 con giáp. Nốt ruồi bàn tay giúp tuổi Dần thả lỏng mình hơn, phóng khoáng và có nhiều mối quan hệ trong xã hội hơn. Nhờ đó, Dần sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, thu về tài lộc đáng kể. Có nốt ruồi ở vị trí này, người tuổi Dần sẽ càng thuận lợi trong công việc, được quý nhân nâng đỡ, chở che, cuộc sống giàu sang, tình duyên hạnh phúc ấm êm, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 4. Tuổi Mão, nốt ruồi bàn chân. Người tuổi Mão luôn chiếm được sự ưu ái của mọi người bởi sự khéo léo, thông minh của mình. Nếu có nốt ruồi ở chân, cuộc đời muôn phần may mắn, tốt đẹp, đi đâu cũng được quý nhân nâng đỡ, cuộc đời phú quý, an nhàn, hậu vận, sung túc. Hơn nữa, nốt ruồi này sẽ mang lên cho người tuổi Mão vận đào hoa, giúp cho họ hạnh phúc trọn vẹn bên ý mối lương duyên trời ban cho mình. 5. Tuổi Thìn, nốt ruồi ở gần đuôi mắt hoặc ở lưng. Người tuổi Thìn tính tình rộng rãi, phóng khoáng nhưng thường có lập trường không vững vàng, dễ bị người khác sai khiến mà tổn hại đến chính mình. Nếu có nốt ruồi gần đuôi mắt hoặc ở lưng sẽ giúp bạn có được sự tự tin, tinh thần trách nhiệm cao hơn, thành công hơn trong mọi lĩnh vực. Nhờ thế, Thìn sẽ tự mình làm nên cơ ngơi thành công trong sự nghiệp mà chẳng cần dựa hơi vào cha mẹ hay gia đình. 6. Tuổi Tỵ, nốt ruồi ở rốn. Tuổi Tỵ thường sống kín đáo, trầm lặng, ít khi thể hiện cảm xúc của mình bởi họ sợ rằng mình càng cởi mở sẽ càng bị người khác lừa dối, lợi dụng. Nếu có nốt ruồi ở rốn, cánh cửa cuộc đời con giáp này sẽ bước sang một trang mới, giúp bạn có niềm tin hơn vào cuộc sống, cải thiện được các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Đồng thời, nốt ruồi ở vị trí này cũng giúp bạn hốt lộc vào nhà, cua tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được. 7. Tuổi Ngọ, nốt ruồi ở eo. Ham chơi, cứng đầu và khá nóng nảy là nét đặc trưng trong tính cách của người tuổi Ngọ, khiến sự nghiệp của bạn cứ lao đao, thăng trầm. Tiết lộ những nốt ruồi mang lại may mắn cho 12 con giáp chỉ ra rằng một nốt ruồi ở eo sẽ giúp con giáp này kiểm soát được sự nóng nảy của mình, mang đến vận khí hưng thịnh, giúp bạn thay đổi vận mệnh. Nhờ thế, họ sẽ làm đâu thắng đó, làm một hưởng người, con cháu ba đời tiêu mãi không hết tiền. 8. Tuổi Mùi, nốt ruồi ở miệng. Người tuổi Mùi sống thanh lịch, điềm đạm, giàu tình cảm, hay giúp đỡ mọi người, nhiều khi lại vung tay qua trán mà để tiền bạc đội nón ra đi, dù làm được nhiều tiền cũng không tích trữ được bao nhiêu. Chính vì vậy, nếu có nốt ruồi ở miệng, Mùi sẽ có kho chứa tiền, giúp kìm lộc tài tiêu tán, tương lai trở nên giàu có. 9. Tuổi Thân, nốt ruồi ở mông. Thân là con giáp chỉ biết nghĩ cho chính mình, không chịu thua thiệt nên thường vướng họa thị phi, khó chiều lòng người. Một nốt ruồi ở mông sẽ giúp thay đổi vận trình cuộc đời người tuổi Thân, đồng thời cải thiện các mối quan hệ xung quanh, tránh khỏi đời tàm tiếu và sống êm ấm, ổn định hơn.
Chỉ cần thay đổi thái độ sống, người tuổi Thân sẽ mở rộng cửa cho tiền tài vào nhà, nghèo mấy cũng có bạc tiền dư giả. 10. Tuổi Dậu, nốt ruồi ở đầu gối. Xem bói tử vi, người tuổi Dậu nhanh nhẹn, khéo léo nhưng đôi khi lại quá đa sầu, đa cảm, tính tình, sáng nắng, chiều mưa, thay đổi thất thường. Nếu có nốt ruồi ở đầu gối, số phận của con giáp này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ có đời sống hôn nhân hạnh phúc, Dậu còn có đường tài lộc hanh thông, thuận buồm, xuôi gió. Tiền bạc cũng vì thế mà theo nhau chảy vào nhà. 11. Tuổi Tuất, nốt ruồi ở ngực. Người tuổi Tuất vừa có tài lại vừa có tâm, lại sống rất chuyên nghiệp và có tình thương cao cả. Tuy nhiên cuộc đời con giáp này cũng phải trải qua nhiều gian truân mới có thành công. Tiết lộ những nốt ruồi mang lại may mắn cho 12 con giáp chỉ ra rằng nếu có nốt ruồi ở ngực, con giáp này sẽ có thêm may mắn, hút tài lộc vào người, càng hiệu vận càng giàu có, khỏe mạnh, trường thọ. 12. Tuổi Hợi, nốt ruồi ở cổ. Hợi là con giáp sinh ra đã mang số hưởng, chẳng phải làm gì vẫn thành công, sớm tự gây dựng được sự nghiệp riêng. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, Hợi chưa thực sự hạnh phúc. Nốt ruồi ở cổ chính là vị thần may mắn luôn phù hộ độ trì cho người tuổi Hợi, giúp họ có công danh sáng lạn, tình duyên êm ấm, hạnh phúc vẹn tròn. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho con giáp này gây dựng sự nghiệp vang dội, khẳng định được vị thế của mình trong xã hội, mang lại cuộc sống giàu sang cho những người thân yêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.